Như thế thì lòng kính tín ấy rất có ích, rất hữu dụng, rất có mục đích. Nếu không, chẳng có lợi lạc gì cả. Nếu quý vị chỉ thể hiện lòng kính tín của mình bằng một cái bình bát ăn xin, nếu quý vị cứ cầu khẩn, kính lạy Thượng Đế Toàn Năng, xin cho con cái này, kính lạy Nữ Thần, xin cho con cái này, xin cho ý nguyện này được thành tựu, xin cho ý nguyện kia được thành tựu. Lòng kính tín ấy là thứ sùng tín mù quáng, nó chẳng giúp được gì cả. Lòng kính tín nên hướng về phẩm hạnh, có được cảm hứng muốn phát triển chính những đức hạnh này nơi chính mình mới là lòng tin huyền diệu. Một ví dụ, một lần nữa, cách đây nhiều năm, những năm đầu tiên sau khi từ Miến Điện trở về, trong những khóa thiền tôi mở ở Ấn Độ, có một bà lão đến học. Bà học hành nghiêm chỉnh, bà tu tập rất nghiêm chỉnh, bà hiểu đúng đắn phương pháp thiền, tu tập đàng hoàng và thu gặt được kết quả tuyệt diệu. Sau khi trở về nhà, trong một năm, bà ta tiếp tục hành thiền vào buổi sáng và buổi chiều. Bà tiếp tục áp dụng phương pháp này vào đời sống hàng ngày của bà, và bà ta thu hoạch thêm nhiều lợi ích. Một năm sau, bà ta trở lại học thêm một khóa, để ngày càng vững vàng trong phương pháp thiền, vững vàng trong Dhamma. Nhưng khi bà ta đến để tham vấn tôi, bà nói rằng trong tâm tư bà ta lo âu. Lo âu gì thế? Bà vốn xuất thân từ truyền thống Bhakti, một truyền thống chuyên về đức tin. Và đây là Gyanmar, có nghĩa là con đường của trí tuệ. Tôi hiểu là đường lối tu tập này sẽ đưa đến mục tiêu cuối cùng. Nhưng sự âu lo của tôi là tôi không muốn bỏ rơi sự sùng tín Bhakti của tôi, đức tin của tôi. Tôi phải giữ được lòng sùng tín của tôi. Tôi lo ngại rằng tu tập phương pháp này sẽ khiến tôi đánh mất Bhakti của tôi, đánh mất lòng sùng tín của tôi. Tôi nói với bà, ồ không đâu, đừng lo ngại gì. Bhakti của bà, đức tin của bà sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Ồ không không thưa ông, với loại phương pháp thiền này không có chỗ cho Bhakti, không có chỗ cho đức tin. Bà ta không hiểu. Tôi nói với bà, được rồi, bà thực sự có tin tưởng vào vị thần nam, thần nữ của bà không? Bà thực sự có lòng tin vững chắc không? Bà thực sự có lòng sùng tín không? Bà ta nói, thưa ông nói sao chứ? Chúng tôi theo truyền thống Bhakti sùng tín này, chúng tôi có nhiều lòng sùng tín, có nhiều đức tin, có nhiều tin tưởng vững chắc nơi thần nam này hay thần nữ kia. Rồi tôi hỏi bà có khấn hứa sẽ cúng dâng lễ vật gì không? Ở Ấn Độ, những khấn hứa cúng lễ này rất phổ biến. Khấn hứa cúng lễ là gì? Ví dụ trong nhà có người bị ốm đau, người gia trưởng, người cha hay người mẹ sẽ đi đến ngôi đền, quỳ lạy vị thần này hay nữ thần kia và nói, xin vui lòng chữa cho con trai hay con gái của tôi hay bất cứ ai. Và khi người ấy khỏi, con hứa sẽ cúng cho ngài kẹo bánh, cúng kẹo bánh trị giá 5 rupee. Bà có khấn hứa cúng lễ như thế không? Chắc chắn là thế rồi, điều này thông thường lắm. Như thế thì bà không có đức tin vào vị thần nam của bà, bà không có đức tin vào vị thần nữ của bà. Trước tiên, vị thần của bà phải chữa cho con của bà đã. Chỉ khi chữa xong rồi, bà mới cúng 5 rupee. Ngay đến đức tin vào vị thần nam, thần nữ của bà, đức tin trị giá 5 rupee bà cũng chẳng có. Bà sẽ không dâng cúng kẹo bánh trị giá 5 rupee này trước đâu. Trước tiên, vị thần phải chữa trị cho con trai hay con gái của bà đã. Đây là loại Bhakti thương mại, là lòng sùng tín có tính cách kinh doanh. Thần ban phát trước đã, rồi mới nhận lễ vật dâng cúng, cho và nhận. Đây không phải là lòng kính tín, nó chỉ là sùng tín mù quáng. Lòng sùng tín ấy chẳng giúp được gì cả. Và nhân danh lòng sùng tín ấy, những chuyện như vậy xảy ra. Quý vị luôn luôn mong đợi điều gì? Vị thần này phải làm điều gì đó cho tôi, nữ thần này phải làm điều gì đó cho tôi, bậc giác ngộ này phải làm điều gì đó cho tôi, vị thánh nhân này phải làm điều gì đó cho tôi. Luôn luôn đòi hỏi một điều gì, luôn luôn đòi hỏi. Đây không phải là sự thuần khiết của Bhakti.
Có người tự cho mình là một Bhakta thuần thành, một tín đồ thuần thành của Rama. Thật tuyệt vời làm sao khi được làm tín đồ thuần thành của Rama, một nhân vật đức hạnh như thế. Quý vị ghi nhớ những đức hạnh này và cố gắng thực hành những đức hạnh này trong đời sống của mình. Đó là Bhakti tuyệt vời. Nhưng người ta không làm thế. Rama, những đức hạnh của Rama, quý vị có thể đã nghe kể về cuộc đời của vị này. Rama là người con trai trưởng. Cha của Rama đã có một quyết định. Người cha đã hứa với người vợ trẻ nhất của mình, vị hoàng hậu trẻ nhất. Nàng muốn con trai của mình là người nối ngôi vua. Như vậy, dù không muốn, nhưng ông ta phải quyết định rằng Rama nên đi vào rừng. Rama sẽ bị đầy 14 năm. Người con trẻ nhất, Bharata, sẽ lên ngôi vua. Với đầy thiện ý, Rama rời kinh đô. Hãy để cho em ta hưởng những xa hoa của cung điện. Ta sẽ hoàn toàn hạnh phúc trong rừng sâu. Rồi Rama ra đi. Vua cha băng hà, người em trai không có mặt vào lúc người cha quyết định, bây giờ mới tới. Và khi người em biết được chuyện này, người em thật sửng sốt. Rama là người thừa kế ngai vàng mới phải, chứ không phải ta. Và người em đi vào rừng sâu và nói với người anh: không thưa anh, không thưa anh phải trở về kinh đô. Anh là chủ nhân của ngai vàng, chủ nhân của vương miện. Em sẽ lưu lại rừng sâu này, chỗ của anh bây giờ. Cha chúng ta đã quyết định sai rồi, cha đã không quyết định sáng suốt. Người anh cả Rama nói: ồ không không, đây là lệnh của cha. Em phải hưởng những xa hoa của đời sống vương giả. Trong suốt lịch sử của nhân loại, không có một ví dụ nào khác trong đó hai anh em tranh luận, bàn cãi: em phải hưởng những xa hoa của đời sống vương giả, anh phải hưởng những xa hoa của đời sống vương giả. Rama, con người tuyệt diệu như thế. Người ta cho mình là tín đồ của Rama. Hai anh em đều cho rằng mình là tín đồ thuần thành của Rama. Và cả hai anh em chống báng, cãi cọ, kiện tụng dân sự, kiện tụng hình sự. Để làm gì? Khi chia tài sản, anh được vài đồng nhiều hơn tôi, anh được nhiều đất hơn tôi vài tấc, do đó chúng ta tranh giành nhau. Thế nhưng họ tự cho mình là tín đồ thuần thành của Rama. Tín đồ thuần thành của Rama. Thật tội nghiệp cho Rama. Nếu ông ta ở đâu đó trên những tầng mây, ông ta sẽ nhỏ lệ. Ta có những loại tín đồ nào thế này? Họ không có một chút hứng khởi từ những đức hạnh của ta. Họ không chịu sống cuộc đời ta sống. Vậy mà họ tự nhận là những tín đồ của ta. Điên khùng, loại sùng tín này không giúp được gì cả. Và rồi Rama được coi như là Thượng Đế Toàn Năng, là hiện thân của Thượng Đế Toàn Năng. Hãy nhìn xem chúng ta đã tạo dựng lên Thượng Đế Toàn Năng đáng thương tội nghiệp này bằng thứ gì. Chúng ta đã làm giảm giá trị của Ngài, làm giảm giá trị nhiều lắm. Có người viết chữ Rama trên trán của mình, Rama trên cánh tay, Rama trên ngực, và mặc áo in chữ Rama, 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 để cho Rama biết rằng người ấy là tín đồ thuần thành của Rama. Cứ làm như là Rama rất thích nghe tên của mình, tên của mình, tên của mình. Người ta cứ lặp đi lặp lại tên của Rama. Nếu ông ta là đấng sáng tạo ra thế giới này, ông ta cũng nên tạo ra những người chỉ chuyên tụng Rama. Ngoài ra không còn gì khác, bởi vì ông ta rất thích những chữ này. Nếu ông ta thực sự chỉ thích nghe tên mình, thì hóa ra ông ta là người rất coi trọng cái ngã, xem mình là trên hết. Người ta nói rằng Thượng Đế tạo nên loài người theo hình ảnh của Thượng Đế. Nhưng tôi cảm thấy ngược lại, loài người đã tạo nên Thượng Đế theo hình ảnh của họ, tùy theo sở thích riêng của họ. Chúng ta muốn Thượng Đế như thế, chúng ta cứ tụng niệm tên của Thượng Đế. Thượng Đế được thổi phồng lên, rồi ta có làm bất cứ điều gì, đúng hay sai, ta sẽ có tất cả mọi lợi lộc. Thượng Đế sẽ cho chúng ta lợi lộc này hay lợi lộc kia. Chúng ta tạo nên thứ Thượng Đế này từ trí tưởng tượng của chính mình, từ óc sáng tạo của chính mình. Ví dụ, có một quen ca điên khùng vốn rất thích nghe nói đến tên của mình. Mỗi ngày, thiên hạ phải nhắc đến Guenka, Guenka, Guenka. Trên đài truyền thanh, Guenka, Guenka. Trên đài truyền hình, Guenka, Guenka. Trên báo chí, Guenka, Guenka. Và người ta dựng lên những ngôi đền cho Guenka và dựng tượng Guenka, rồi bắt đầu nhảy múa Hare Guenka, Hare Guenka. Guenka này được thổi phồng lên.
Tuyệt quá, một cô Enka điên khủng như thế. Khi người ta tạo dựng nên thượng đế tưởng tượng, người ta sẽ tạo nên hạng thượng đế như thế này, là một kẻ nổi lòng kiêu mạn mỗi khi được nghe đến tên mình. Chúng ta đã làm gì? Tội nghiệp cho thượng đế. Tội nghiệp cho thượng đế nếu ông ta có thực. Chúng ta đã làm giảm giá trị của ông ta rất nhiều. Đây là điều xảy ra khi sự kính tín trở thành sùng tín mù quáng. Quý vị quên lấy sự hứng khởi từ những đức hạnh. Với cảm hứng này, quý vị quên phát triển những đức hạnh nơi bản thân. Như thế thì sự sùng tín này chỉ có hại. Có người nói, tôi là tín đồ thuần thành của Chúa Giê-xu. Ồ, thật tuyệt vời, một con người thánh thiện như vậy. Một con người nổi bật giữa các thánh nhân, rất thánh thiện. Cho dù người nào đó có thánh thiện hay không, cái thước đo là vào lúc chết, người này có loại tâm như thế nào. Và Chúa Giê-xu đã có loại tâm nào? Ngài đã bị hành hạ đến chết, bị đóng đinh trên cây thập giá. Trong khi bị tra tấn, Ngài đã không có một mảy may tức giận, ghét bỏ hay thù oán những kẻ tra tấn mình. Chỉ có tình thương, chỉ có lòng bác ái. Ngài nói, họ không biết họ đang làm gì, họ là những người không biết gì. Cầu mong cho họ không bị trừng phạt vì hành động bất thiện của họ. Họ thật mê muội. Một con người thực sự thánh thiện, nếu có người nào nói, tôi là tín đồ của Chúa Giê-xu, nhưng không hề tu tập để phát triển tình thương, lòng bác ái và thiện ý nào cho người khác, dù chỉ là một chút, thì loại sùng tín này là sùng tín mù quáng. Có người đến nói với tôi là tín đồ của Chúa Giê-xu vì tôi chấp nhận Ngài là con trai của Thượng Đế, là con trai của Đức Chúa Trời. Ngài đã là con trai của Đức Chúa Trời thì đã sao nào? Làm như thể là Ngài ham muốn sự chứng nhận của quý vị, và được như vậy Ngài sẽ rất vui sướng. Nhìn xem, có rất nhiều người đưa ra lời chứng ta là con trai của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa như thế nào? Chúng ta mất trí rồi, chúng ta đang làm gì vậy? Còn nghi ngờ gì việc Ngài là con trai của Đức Chúa Trời? Ngài đã là con trai của Đức Chúa Trời. Nói cho cùng, Đức Chúa Trời hay Thượng Đế là gì? Chân lý là Thượng Đế, tình thương là Thượng Đế, lòng bác ái là Thượng Đế, sự tinh khiết là Thượng Đế. Và Đức Chúa Giê-xu là sản phẩm của chân lý, của tình thương, của lòng bác ái, của sự tinh khiết. Ngài là sản phẩm của những thứ này. Ngài là con trai của Thượng Đế, là con trai của Đức Chúa Trời. Các phẩm hạnh này rất quan trọng. Nếu chúng ta phát triển những phẩm hạnh này cho bản thân chúng ta, thì đúng vậy, chúng ta đang là những tín đồ của Chúa Giê-xu. Ngược lại thì không phải là tín đồ thuần thành. Khi ấy, đó là sự sùng tín mù quáng, đức tin mù quáng. Điều đó chẳng ích lợi gì, chẳng có tác dụng gì.